Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười rơi nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Khác với những giây phút đấu trí căng thẳng, ở những trường cầu chính thức, sân tập là nơi các cầu thủ được thư giãn và thể hiện hết con người thật của mình. Chính vì thế, đã có rất nhiều những khoảnh khắc hài hước hay những trò đùa tinh nghịch được các ngôi sao bóng đá tạo ra trên sân tập. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi theo dõi những khoảnh khắc tấu hài đầy thú vị đó nhé! Ngoài biệt danh kẻ đánh cắp không gian với khả năng chọn vị trí đỉnh cao, Thomas Müller vẫn được biết đến là một cây hài thứ thiệt của làng túc cầu. Có thể thấy trong video này, tiền đạo người Đức và Kroos đang tập luyện cho những pha phối hợp 1-2. Tuy nhiên thay vì dứt điểm vào khung thành nhỏ ở trước mặt, tiền đạo người Đức lại đưa bóng về phía bàn làm việc của ban huấn luyện. Dù khá bực, thế nhưng có vẻ như những thành viên của tuyển Đức đã quen với trò đùa này. Có lẽ ở trong giấc mơ cũng chẳng fan bóng đá nào có thể tưởng tượng ra được tình cảnh này. Nhận thấy Messi đang tập ở phòng tập gym, Sergio Ramos đã tiến tới chào hỏi tươi cười cũng như nói chuyện một cách rất thân thiết. Giống như những điều chỉ làm được trong game, PSG đã có sự phục vụ của cả đội trưởng Barca lẫn Real trong cùng một kỳ chuyển nhượng. Trước đó ai cũng biết rằng Messi và Ramos đã rất nhiều lần va chạm nảy lửa với nhau ở các trận siêu kinh điển như thế nào. Người hâm mộ của đội tuyển Ý đều biết được sự chênh lệch chiều cao cực lớn giữa thủ môn Donnarumma và tiền đạo Lorenzo Insigne, và điều này đã rất nhiều lần trở thành tâm điểm cho những trò chọc ghẹo. Là người thất bại trong thử thách, Donnarumma phải chịu phạt bằng cách bị các đồng đội đập vào gáy. Đến lượt Insigne, người chỉ cao 1m63, một cầu thủ khác của tuyển Ý đã pha trò bằng cách bế anh lên cao để có thể chạm vào gáy của Donnarumma, khiến tất cả được một tràng cười sảng khoái. Chỉ khi trở về tập trung với đội tuyển xứ Wales, chúng ta mới được thấy một Gareth Bale vui vẻ và thoải mái như thế này. Cụ thể, mỗi nhóm 3 cầu thủ phải tìm cách đưa bóng vào trong chậu mà không làm cho nó rơi xuống sân. Thế nhưng trong khi các đồng đội của mình đang vất vả tương bóng, thì Bale lại nghĩ ra một cách không thể thông minh hơn. Cựu ngôi sao Real Madrid tinh quái kẹp bóng ở giữa hai chân và nhảy lò cò đến chỗ thả bóng. Đương nhiên, nhóm của Bale chính là người thực hiện thử thách nhanh nhất. Đánh mất phong độ trên sân và phải nhận nhiều sự chỉ trích, thế nhưng thủ môn Kepa vẫn tỏ ra cực đỉnh trong clip quảng cáo này. Đang thực hiện phỏng vấn, người gác đền của Chelsea vẫn kịp giơ tay để cản pha bóng ngay trước cột dọc khung thành. Nếu như không còn đá bóng, Kepa hoàn toàn có thể nghĩ về việc đi đóng phim khi diễn xuất của anh cũng ngầu chẳng kém siêu sao Hollywood.
thi đấu không quá nổi bật ở tuyển Bồ Đào Nha, thế nhưng Bruno vẫn là ngôi sao sáng nhất tại Manchester United vào lúc này. Dùng một khung thành để trở thành chính hàng rào cho một khung thành khác, Bruno Fernandes vẫn chứng minh được tài năng sút phạt của mình. Tiền vệ người Bồ tung ra cú cửa lòng hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, giống như cách mà anh hay làm. Mặc dù chỉ là một pha diễn tập, ngôi sao của MU và những đồng đội vẫn diễn rất sâu khi thực hiện pha ăn mừng theo kiểu đánh giày huyền thoại. Khác với những thời kỳ toàn sao nhưng lại không mấy thành công ngày trước, tuyển Anh hiện tại có một lứa cầu thủ trẻ vừa tài năng lại cực kỳ đoàn kết. Những sao mai của Tam Sư thường xuyên có hoạt động ngoài lề vui vẻ để gia tăng sự gắn bó và có một tinh thần thoải mái. Là một tiền vệ tài năng, thế nhưng Mason Mount có vẻ không hợp với bóng rổ. Ngôi sao của Chelsea dễ dàng bị Declan Rice cản phá và phải chứng kiến pha ăn mừng cực kỳ hài hước của đồng đội. Mặc dù là huyền thoại của bóng đá Pháp, thế nhưng Thierry Henry lại đang là trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển Mỹ. Và dù đã giải nghệ khá lâu, thế nhưng kỹ năng đỉnh cao của cựu tiền đạo Arsenal vẫn chưa hề bị mai một. Trên sân tập, Henry thực hiện một cú đá phạt hàng rào vô cùng chuẩn chỉ, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A. Các ngôi sao của đội tuyển Mỹ như Mertens, Lukaku hay De Bruyne cũng không khỏi bất ngờ và hết lời ca ngợi tài năng của Henry. Là một thủ môn kể từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, thế nhưng kỹ năng chơi bóng bằng chân của Wayne Rooney cũng tỏ ra không quá thua kém với những đồng nghiệp ở tuyến trên. Trong một lần rảnh rỗi trên sân tập, thủ thành người Ba Lan thực hiện một kỹ thuật trivella cực kỳ điêu luyện, đưa bóng đập vào cột dọc rồi bay vào gôn. Quá bất ngờ trước khả năng của mình, Rooney đã có pha ăn mừng ngại ngùng và không kém phần đáng yêu. Không chỉ là một tiền vệ phòng ngự sáng giá tại Premier League, Declan Rice cũng là một cầu thủ có tính cách cực kỳ hài hước mà ít người biết đến. Quá chán với cách tưng bóng thông thường, ngôi sao thuộc biên chế West Ham bắt đầu phá cách. Không dùng chân hay đầu gối, Declan Rice đã trái bóng lên cao và dùng chính mông của mình để tưng bóng một cách rất nhuần nhuyễn. Chắc hẳn các bạn đã có những giây phút thư giãn cực kỳ thoải mái khi theo dõi những tình huống vừa rồi. Và để theo dõi nhiều bàn thắng đẹp cũng như những video hấp dẫn và thú vị không kém, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.